Xin chào quý vị, xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo hạn Diêm Vương và những tuổi gặp hạn Diêm Vương, cách hóa giải hạn Diêm Vương. Thưa quý vị, nhắc đến tám hạn trong cuộc đời của con người, chúng ta nhất định không thể bỏ qua hạn Diêm Vương. Vậy hạn Diêm Vương là gì? Hạn Diêm Vương tốt hay xấu? Và cách giải hạn Diêm Vương? Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo từng phần. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 1, tìm hiểu về hạn Diêm Vương. Thưa quý vị, trong hệ thống tám hạn luân phiên đối với các lứa tuổi thì hạn Diêm Vương là một hạn rất đặc biệt. Để hiểu hạn Diêm Vương là gì, cái tên Diêm Vương này được hiểu theo hai nghĩa, có thể là sao Diêm Vương trong Thái Dương hệ. Ở một góc độ khác, ngoài cái tên sao Diêm Vương, cái tên Diêm Vương cũng có thể là tên của một vị thần theo góc độ tâm linh, tín ngưỡng, thì thần này cai quản các linh hồn ở âm phủ. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 2, tuổi gặp hạn Diêm Vương. Thưa quý vị, hạn Diêm Vương theo tuổi âm lịch và giới tính sẽ ứng với các tuổi. Nam mạng ở vào các độ tuổi 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 79, 80, 88 và 97 tuổi. Ở nữ mạng vào các độ tuổi sẽ gặp hạn Diêm Vương là 15, 24, 33, 42, 51, 59, 60, 68, 77, 86 và 95 tuổi. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần 3, tính chất hạn Diêm Vương, tốt hay xấu. Thưa quý vị, theo những tài liệu cổ xưa để lại thì hạn Diêm Vương được cô đúc trong hai câu thơ Lục Bát: Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Thưa quý vị, căn cứ ý tứ của hai câu thơ trên, ta chắc chắn cũng phần nào hiểu được hạn Diêm Vương tốt hay xấu. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Thưa quý vị, bàn về hạn Diêm Vương tốt hay xấu mà chỉ xét theo hai câu thơ trên là chưa đủ. Đối với những người bình thường khác, khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải, tiền bạc hội tụ rất mạnh. Những người kinh doanh buôn bán có cơ hội phát triển nhanh chóng. Như vậy, hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng. Khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ và những người thường mắc bệnh như là xương khớp, đau đầu. Còn đối với những người khác, khi gặp hạn này thì lại là rất tốt và may mắn, hanh thông, tài lộc của cái dồi dào. So sánh với hệ thống cửu rượu niên hạn, một số hạn khác có biểu hiện rất lệch lạc so với cửu rượu niên hạn. Nhiều tuổi cửu rượu đại cát, nhưng hạn năm lại hoàn toàn ngược lại, mặc dù cả hai phần trên cùng nằm trên một cuốn sách. Và đối với hạn Diêm Vương thì ta thấy có sự thống nhất cao giữa hai hệ thống coi hạn này. Khi gặp hạn Diêm Vương, một số người khác nam giới bước vào năm gặp sao Thái Âm. Sao Thái Âm là một cát tinh, là hình tượng của bà Khương Hoàng hậu trong phong thần chủ về tài lộc, của cái, bất động sản, kinh tế, ngân sách rất thịnh vượng. Còn đối với nữ giới, khi gặp hạn Diêm Vương cũng là năm sao Thái Bạch, nên xấu đối với sức khỏe và tài lộc. Qua quá trình so sánh như vậy, ta thấy được sự phù hợp hay khập khiễng để cùng niệm lý nghiên cứu, tìm ra chân lý đích thực trong biển học. Xin mời quý vị chúng ta cùng tham khảo phần tiếp theo, phần 4, cách hóa giải hạn Diêm Vương. Thưa quý vị, cách thứ nhất, đối với nữ giới, khi gặp hạn Diêm Vương thì cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp, nghỉ ngơi phù hợp và công việc sẽ phù hợp thì sẽ hóa giải được phần nào của hạn Diêm Vương có thể gây ra. Và thứ hai, cách giải hạn Diêm Vương đối với những người mắc bệnh thì cần chủ động đi khám, điều trị và có những biện pháp ăn kiêng, điều dưỡng, tập luyện phù hợp với đặc điểm thể trạng và bệnh tình. Đặc biệt, không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật. Đây là một cách giải hạn Diêm Vương rất được xem trọng. Và cách nữa, cách thứ ba, trong những nghiên cứu về cách giải hạn Diêm Vương, đối với những người khỏe mạnh bình thường nên giữ gìn sức khỏe, tăng cường hoạt động trong các loại hình kinh tế sẽ gặp thuận lợi may mắn, có thể thu được nhiều tài lộc và của cải. Theo phân tích của nhiều chuyên gia lý số thì đây là một cơ hội vàng để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, thương mại, công danh, sự nghiệp, có thể gặp thành quả rất đáng tự hào. Và thứ tư, đối với tất cả mọi người thì cách giải hạn Diêm Vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh đạo đức và làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm nhiều phúc đức. Xin chúc quý vị sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin chân thành cảm ơn quý vị.